Gặp bao thích khoe về thành tích, nhưng khi về vạch đích thì nhìn quanh không ai ngoài bọn anh. Vài người muốn cho lời khuyên, anh đã xin lỗi. Sorry. Thằng nào nổi tiếng là anh, chưa bao giờ có gì có thể gọi là dễ dàng. Những bóng nước không thành, từ ngày anh rise up, anh đã luôn là biểu tượng của vượt lên tất cả bất chấp chướng ngại vật xung quanh. Giờ thì anh còn respect từ miền Nam cả tới Bắc, tất cả anh em đều tâm tắc một khi anh đi flow. Anh hướng lớn cả một thế hệ, anh làm niềm tự hào dành cho tất cả những anh em đi sau. Chắc đường anh đi, cái đỉnh cao anh chạm, cứ như là anh biết cách lặn ba vì bầu. I rise, we rise, sát cánh kề vai. Lời khuyên thứ hai đó là phải luôn luôn keep all your family close. So what's the move? Homie, anh đang cất từ khi trong túi không có một xu. Giờ anh em trông không khác gì như là xếp xong cả một khu. Now they don't want no problem with the boy, and they know it that the real is on the right. I rise, we rise, we're the best thing going around. Come and take a look around, 'cause they know it when we rise. I rise, we rise, we make sure to make it loud. Now make it loud, make it loud. Mà anh đặt trên bờ vai, luôn luôn chân thật và nói không bị dạng ai. Không ngừng phấn đấu, tạo ra như dấu ấn của anh bảo là sân khấu. I rise, we rise, chăm chỉ hơn nhiều để dành cho ngày mai. Năng độ ra bài để fan nghe còn like. Sẽ có lúc sai, làm lúc thất bại, vẫn không dừng lại và cứ làm thêm lần hai. Bắt đầu bên chưa mấy cái nhạc mùa 50k. Sắc màu nhạc là đúng cách khi từng nắm chưa qua. Cặm cụi viết có những gì mình thích để giấy đôi đi dùng nhạc để thấm vào máu như là hình xăm trên da. Gia đình không ủng hộ bảo sáng chỗ giang hồ. Bạn thân biết là mình phải cố và làm mà nói chỉ tốn thêm giờ. Chứng minh bằng con số giải được nhiều câu đố. Tiến bước phía trước ghi tên là mang đồ. Đồ bị thất nghiệp là một cách để kiếm ra tiền, sức khỏe bị vắt kiệt. Không màng tới những cái tin đồ thất thiệt. Trâu dồi lối đi riêng để không ai bắt kịp. Fan nào khen anh khác biệt bắt nhịp chắc thiệt. Huyết quản anh trước việc bất diệt. Tung vào hồ anh ác liệt quái kỳ trác tới cảm giác ở trên này mát thiệt đã xin. Vài cái cơ hội trong chương chơi trọi họ so sánh anh như bạn sao chưa vì được sai phở. Sân gì là sân đấu của những cái tem sân. Không cần ăn mà đi fit với người mà trước anh gọi là idol. Nói vào kỹ năng thì anh nhanh nhất huyện. Rap là bản năng chẳng nghe tranh chấp kiện. Cô thì kẹn ngăn thì thích làm như tảng băng. Chứ xung quanh mất đi. Anh xuất hiện họ còn nước qua ngày. Bắt tay với B-Ray là một khúc ca hay. Don't talk shit khi bọn anh xuống núi. Hoặc nghe thấy tiếng hầm này trước 3 giây. Người đều đồn thổi có những cái đều xoáy lòng mẹ. Nhưng với anh chỉ đủ sức ra tay. Cứ gửi thiệp mời trong phong ba bão tố. Bảo nó còn gì khó thì bước ra đây. Yeah for sure. Lướt theo đám rồng bay vào Nam ra Bắc. Bọn anh gọi gió vào hồ mưa. Có những bước ngoặt anh cũng thử anh đã gục. Thực tế anh chỉ đang ôm cua. Lúc máy gọi nội là dăm ba cái mục tiêu. Nay nằm trong tầm tay. Khoát bộ giáp thì công bằng thực lực cả nhiệt huyết. Đam mê anh không cần may. Luôn có bốn đầu đối với anh em đầu tiên. Không để thằng nào bị đứng cuối. Okay. Cùng đưa nhau lên. Vẫn giống anh em thêm hai đầu đối với em. Mô vào gương của anh. Đầu cuối anh không để đầu cuối. Tận dụng chất xám đổi thành tiền. Trông phải sang. Yên tâm với con flow này cứ nã là đã. Không một lỗ hổng không phải than. So what's the move? What's the move? Homie anh đang cất từ khi trong túi không có một xu. Giờ anh em trông không khác gì như là xếp xong cả một khu. Now they don't want no problem with the boy, and they know it that the real is on the right. I rise, we rise, we're the best thing going around. Come and take a look around, 'cause they know it when we rise. I rise, we rise, we make sure to make it loud. Now make it loud, make it loud.